mua đất thời điểm này bán cho chó, mua đất thời điểm này bán cho ma. À, nói thật với anh em là mình nhận được các cái câu bình luận ở trên các cái trang mạng xã hội mà mình đăng cái video về bất động sản lên. Nói thật sự với anh em rằng là khi mà chúng ta không hiểu sâu về bất động sản ấy, thì chúng ta nghĩ rằng là thời điểm này mua vào thế này thế khác, thì quan điểm nó vẫn là trái ngược của nhau. Nếu mà thực sự là cái người mà thực sự người ta hiểu biết về bất động sản ấy, thì cái thời điểm này là thời điểm mua chứ không phải là thời điểm bán, đúng không ạ? Nguyên tắc của đầu tư kinh điển đó là mua khi chầm lắng và bán lúc sôi động. Khi nào mua, khi nào chầm lắng thì mình bán, còn khi nào mà sốt thì mình chầm lắng thì mình mua vào. Khi nào rẻ đấy, nói gọn thì là khi nào rẻ thì mình mua vào, ổ hàng, găm hàng. Còn lúc nào sốt thì mình tung ra. Thế còn thực ra trong cái lúc mà bất động sản nó khủng hoảng như này, thì nói thật với anh em rằng là mua vào rõ ràng là khó bán. Mà tất nhiên rằng là nó không dành cho tay mơ trong bất động sản. Với bất động sản thì trong ngắn hạn nó có thể lên xuống thất thường. Tuy nhiên là về dài hạn thì là chắc chắn là sẽ lên. Còn ít cái trường hợp mà không lên lắm anh em ạ. Nếu bạn để là 7 năm đến 10 năm thì kiểu gì nó chả lên. Hiếm có cái mảnh nào mà nó không lên giá được, trừ khi mà mình mua phải mảnh nó xấu quá và nó không có khả năng. Còn về cơ bản thì để 10 năm thì kiểu gì cũng lên giá, và lên thậm chí là lên nhiều lần chứ không phải là lên ít. Cho nên là anh em ạ, chỉ tiếc là không có tiền để mà sở hữu bất động sản lúc này thôi. Chứ còn nói thật với anh em là nhiều người ấy, người ta tiếc nuối lắm, người ta tiếc đứt ruột khi mà bây giờ đất rẻ quá mà người ta không có tiền để người ta mua, vì người ta đã chót đầu tư hết rồi chẳng hạn thế. Hoặc là cái thời điểm trước năm 2022 họ đã mua hết rồi và bây giờ họ không còn tiền nữa họ để mua, cho nên là họ mới tiếc nuối. Chứ còn về những người mà không hiểu biết về bất động sản thì người ta lúc này người ta cho rằng là mua vào cũng không bán được ở thế nọ thế kia. Về cơ bản là đa số đám đông chúng ta là sẽ nghĩ là bây giờ mua vào là không bán được đó. Thế thì anh em cũng không biết anh em nghĩ như nào, nhưng mà với quan điểm là bất động sản nó cũng là một ngành nghề kinh tế, một ngành nghề kinh doanh. Thế thì đã là kinh doanh thì khi nào rẻ thì mình găm hàng, đúng không nhỉ? Thì rõ ràng là bây giờ rẻ là cái lúc của chúng ta găm hàng tốt mà đó. Còn lúc nào mà nó sốt nóng thì mình sốt đắt hàng đó, thì mình bán ra. Cái điều này ai cũng biết, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta hay đi làm điều ngược lại, mà mua lúc nóng sốt rồi bán lúc ế, thì sao mà chúng ta thắng được, đúng không ạ? Thời điểm này là thời điểm nó mua thì mình lại đi bán, bởi vì là nhiều người bán là do ngộp nợ thì bán thôi, hoặc là cần tiền quá thì họ bán đi thôi. Chứ còn thời điểm này nói thật với anh em là không phải là thời điểm bán, mà là thời điểm mua vào tích trữ, rồi khi đợi 5 năm 7 năm sau chu kỳ bất động sản nó quay trở lại hoặc là kinh tế nó phát triển thì bất động sản nó sẽ lên giá mà thôi. Hy vọng rằng là trong mấy phút vừa rồi thôi mình cũng chia sẻ được cái phần nào để anh em hiểu hơn. Bây giờ là thời điểm mua chứ không phải là thời điểm bán. Thời điểm này là thời điểm găm hàng, ôm hàng giá rẻ, khi nào sốt nóng mình tung ra kiếm lời, đó mới là đầu tư và làm ăn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Chức trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. Ấn nút đăng ký nhá, like cho Chức. Mất công xem thì đăng ký like cái, mất gì đâu nút like. Dù sao thì mình cũng hiểu thêm một cái điều gì đó ở trong cái video này. Dù sao là mình cũng là người cho đi mà, mình cho cái nút like có tiếc cái gì đâu, mất gì đâu, xem đằng nào cũng nghe để chấm cái gì đâu nhỉ. Cảm ơn anh em nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.